Nano. Đây là Nano. Ngồi xuống. Ý. Nào, ngồi yên, ngồi yên. Nano ơi. Nào. Để cho mọi người nhìn cái nhìn ngắm kỹ cái mặt của Nano. Ê, đẹp trai bằng bố Bruno chưa? Ai. Nano ơi. Trên người đang có vết nấm, đang có vết nấm da ở mông này. Chưa được. Đây nha. Chưa được. Thế còn nói. Đấy. Đưa đây. Ờ, cầm ra đây. Cầm ra đây, cầm ra đây. Cầm ra đây chơi. Đây, nằm đấy. Nằm xuống đấy. Ok. Ừ. Đó, cho mọi người ngắm Nano siêu gần xem nào. Xem Nano bây giờ đã đẹp dai bằng bố Bruno chưa. Nào, lau mặt. Ok. Trời. Đây là Nano đến tuổi để bắt đầu lấy giống nữa rồi. Đợt vừa rồi thì Nano có phối với lại con Hanna tự phối, nhưng mà có vẻ như là nó vào cái nước gọi là nước lên giống ảo, hoặc là cũng có thể là bầu một thời gian rồi nó bị sảy, thành ra này vẫn chưa con chưa có cái lứa con đầu tiên. Đang chờ cái lứa con đầu tiên mà vẫn chưa có. Thôi được rồi, cứ nằm đấy thì ngách mắt lên để anh qua. Đang ăn quả su su. Vừa mới đi cọ vào cái dàn su su nằm rụng mất một quả. Trời. Đây là Nano, con của Bruno và Messi. Ngon không? Hả? Ngon không? Ăn để dành lại một tí tí cho con Nina nó ăn. Hôm nay là quay con Nano một tí khai xuân để cho mọi người ngắm cái con chó hậu duệ của một cái con hậu duệ của con Bruno với con Messi. Đó, cứ nằm đây ăn đi. Ra đây ăn đi. Để anh quay video tí. Nằm xuống đây ăn. Ờ. À, thôi từng miếng béo mà thôi. Cắn thế. Cắn thế thì tí hết quả su su mất. Ngon không? Ngon không mà ăn cứ nhanh hết thế. Đấy, nó gặm quả su su đấy. Quả su su có rơi quả nào nó ăn hết quả đấy. Thêm tí rau xanh.
Thế là hết. Cắn rơi vụn ra. Ăn hết không chừa lại tí nào luôn. Nano này thì có cái khung khá là to. Không to bằng bố nhưng mà tóc cũng to gần bằng bố. Thôi một quả đấy thôi. Ừ. Gì thế? Nano lại vặt quả hồng xiêm xuống đây à? Hả? Vẫn còn xanh mà quả này không ăn được. Làm ra, tránh ra, đưa đây. À. Vẫn còn đang xanh. Vẫn còn non. Không ăn được. Không không. Quả này không ăn được. Anh đấm đấy. Cất đi. Kìa. Mũi vẫn còn đang dính nhựa kìa. Yeah. Tay anh cầm quả hồng xiêm dính nhựa luôn rồi này. Liếm, 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 liếm. Ừ. Liếm sạch đi. Liếm sạch đi, nhựa chắt xít để cho lần sau chừa đi, đừng có vặt hồng xiêm xanh nữa nhá. Để lấy cho Nano quả bóng cho Nano chơi nhá. Đây, ra đây. Nano ra đây, ra đằng này cơ. À, chơi phải giữ nhá. Rồi chơi ở đằng đấy thôi, đừng chạy ra đằng kia, anh chóng mặt lắm. Nào, không xé đâu. Nào, chơi cơ mà, đưa đây. Bỏ ra. Không. Nào. Không không không. 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 Đấy. Ừ. Đừng phá nha. Chơi thôi. Chơi đá thôi chứ không được xé. Xé là hết đồ chơi đấy. Thôi không chơi quả bóng nữa, chơi quả su su nữa đi. Ăn quả su su đi còn hơn. Ăn đi. Ừ. Ăn đi. Cái quả này vứt bỏ ra ngoài. Thôi. Rồi. Ăn quả su su đi thôi. À, cái gì đấy? Đã nuốt rồi á? Nano ơi. Quả su su, chơi quả su su kia thôi. Ừ. Chơi quả đấy thôi. Quả bóng kia này xé lại rách mất. Ui giời, quả này, quả su su này non quá. Cắn một phát là vỡ rồi. Ăn à? Ăn. Su su non này ăn nó ngọt đấy. Kia, còn một nửa quả ở bên cạnh. À, đúng rơi đấy thật. Lau mặt. Được rồi. Okay. Rồi. Này. Ngửi xem có gì không? Xem có cái gì ở trong này không?
Có gì không? Làm gì có gì? Ok, quay nano đầu xuân, quay nano một tí thôi. Cho mọi người ngắm nano một tí. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.